phong độ của Hàn Quốc đang rất ấn tượng. Họ đang trải qua chuỗi 10 trận bất bại gần đây. Trong đó, tại giải U20 Thế giới năm nay, đội bóng xứ Kim Chi thắng 2 và hòa 3 trận tính trong 90 phút chính thức. Rõ ràng, Italia không thể xem thường Hàn Quốc. Phải nhấn mạnh rằng, tại giải U20 Thế giới diễn ra cách đây 2 năm diễn ra trên đất Ba Lan, Hàn Quốc cũng vào đến trận chung kết và sau đó để thua Ukraine 1-3. Tại giải năm nay, Italia thắng 4 trên 5 trận vừa qua. Tuy nhiên, hàng thủ của đội bóng đến từ đất nước hình chiếc ủng có vấn đề với 4 trên 5 trận không giữ sạch lưới. Tỷ lệ kèo U20 Italia với U20 Hàn Quốc soi tỷ lệ kèo châu Á 0-3/4. U20 Hàn Quốc đang là địa chỉ an toàn với các nhà đầu tư châu Á khi đã thắng kèo 4 trên 5 trận đã qua ở giải đấu năm nay. Bên kia sân, U20 Italia thắng kèo 2 nhưng cũng thua 2 ở 4 trận mới nhất. Ngoài ra, U20 Hàn Quốc cũng rất có duyên với tỷ lệ dương 3/4 khi thắng kèo 4 trên 5 trận vừa rồi ra sân với tỷ lệ này. Chọn U20 Hàn Quốc. Soi tỷ lệ kèo tài xỉu 2/1/2, U20 Italia đang chơi tấn công rất hay ở mùa này và họ cũng đang có trong đội hình chân sút dẫn đầu danh sách vua phá lưới Cesare Casale với 6 bàn. Tuy vậy, U20 Hàn Quốc lại là đội có lối đá phòng ngự rất khó chịu. Cần biết rằng hai trận gần nhất của U20 Hàn Quốc thì hai hiệp chính đều kết thúc với tỷ số 0-0. Chọn xỉu. Dự đoán tỷ số U20 Italia 1-1 U20 Hàn Quốc.